Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Eureka Capital Channel trong series bám sát trọng tâm thị trường. Đây là series cho chiến lược trading. Và đây là video số 5. Thì hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2022. Và ở đó thì chúng ta vừa mới chứng kiến một diễn biến dao động khá là mạnh của VN Index ở chiều ngày 12 tháng 12 năm 2022. Do đó, chúng ta có video này để bám sát những diễn biến mới nhất của thị trường chứng khoán. Và không để quý vị và các bạn chờ lâu thì chúng ta sẽ đi tới trực tiếp với lại những diễn biến của thị trường. Ở trên màn hình, quý vị và các bạn có được nhìn thấy các cái thay đổi của chỉ số, trong đó đặc biệt nhất là chỉ số VN Index, khi mà cả tín hiệu D3 và D4 đều cho cái tín hiệu đứng ngoài rồi. Hôm qua là có tín hiệu bán ra của VN Index. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời tạm ngưng tất cả các giải ngân mới, và chúng ta sẽ chờ những cái món giải ngân đã về thì sẽ dựa vào các chi tiết của diễn biến từng mã đó để đưa ra các cái quyết định bán. Đấy, hiện tại thì chúng ta sẽ chưa mua nữa, bởi vì trong trading chúng ta chỉ mua và nắm giữ trong các diễn biến khi mà thị trường tích cực mà thôi. Đấy, tuy vậy thì chúng ta cũng có một số tích cực, một số cái điều vẫn níu giữ được chúng ta, chính là VN Midcap vẫn đang cho tín hiệu nắm giữ. VN30 vốn hóa lớn tiếp tục cho nắm giữ, và VN Small Cap vẫn cho chiến lược là nắm giữ. Đấy, chỉ có riêng VN Index, cái sự kết hợp tổng hợp giữa ba cái dòng này thì lại khiến cho VN Index bị đỏ. Như vậy thì có lẽ là một cái dao động rất là nhỏ trong các chỉ số thì cũng khiến VN Index bị đứt gãy cái chuỗi tăng. Thế thì chúng ta tiếp tục quan sát thêm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang từng chỉ số để xem là để xem rằng là này, chúng ta xem toàn bộ thị trường. Này thì có hàng loạt các cái mã cho bán giá đỏ ở như cái khung ngắn hạn. Để rất nhiều mã hôm qua bị giảm rất là sốc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cái nhóm thứ nhất là vốn hóa lớn đi, để truy tìm làm sao mà nguyên do nào dẫn tới cái việc thay đổi trạng thái của VN Index. Thế thì chúng ta trong cái nhóm VN30 thì chiều qua, kết phiên hôm qua đã cho tín hiệu bán của BIDV, bán của KDH và tín hiệu bán của VHM, tín hiệu bán của VIC. Như vậy là thị trường đã bị đốn mất 4 trụ. Và 4 trụ này là 4 trụ mà trong đó có 3 trên 4 vốn hóa lớn, và được cho rằng là những cái cổ phiếu này đóng cái vai trò là trụ trong giai đoạn mà thị trường đi xuống rất là sốc vừa qua. Đấy, thì hôm nay là xem như là ba cái trụ này, BID, VHM, VIC được nghỉ ngơi. Đấy, thì chúng ta sẽ quan sát thêm, bởi vì hôm qua thì ngoài ba cổ phiếu này thì các cổ phiếu như là chứng khoán hay dòng banh cũng giảm rất là sâu. Nhóm chứng khoán thì giảm đâu đấy 6-7%, còn dòng banh thì giảm đâu đấy 2-5%. Đấy, thì đấy là các cái lý do. Nhưng mà các bạn có thể là chú ý các cái cổ phiếu trong danh mục ở trạng thái nào thì chúng ta sẽ canh để bán. Ví dụ BID, bạn đang nắm giữ BID và kết phiên hôm nay thì hệ thống về trading xác nhận là cho bán BID, thì quý vị và các bạn có hai lựa chọn. Một là sẽ bán 50% giá trong phiên ngày hôm nay của BIDV, và sau đó còn 50% nữa thì mình treo giá cao hơn một chút.
Đấy, để mình bán. Đó, hoặc là anh chị nếu mà trading bằng margin thì chúng ta sẽ bán trong phiên hôm nay luôn. Đấy thì những cái món bằng margin thì chúng ta sẽ không có lý do để chúng ta cược sâu, bởi vì chúng ta sẽ không biết cái điểm rơi của các cái mã báo đỏ là bao giờ. Đấy, như PDR chúng ta đã tiết kiệm được 68% hoặc là 71,19% khi mà chúng ta nhìn thấy tín hiệu bán ra. Thế do vậy khi mà chúng ta nắm giữ được biết được cái tín hiệu bán này thì chúng ta sẽ bán ra thôi ạ. Tiếp đến là KDH. KDH là một cái biểu hiện của chốt lời. KDH và VHM là cái biểu hiện của chốt lời. Chốt lời rất là cao đấy. Đấy thì KDH cũng cho tín hiệu bán ra thì chúng ta sẽ cày để bán ra. Nếu mà hôm nay mở cửa giá xanh thì chúng ta sẽ bán ra luôn. Còn nếu mở cửa tham chiếu chúng ta cũng bán ra luôn. Đỏ chúng ta cũng nên bán ra. Tiếp tục là VHM với cái điểm dừng là 50,5. Như vậy thì hôm nay nếu mà có giá xanh hoặc giá vàng hoặc giá đỏ nhẹ thì chúng ta đừng chần chừ, chúng ta bán ra luôn. VIC cũng như vậy. Để trong tình huống mà chúng ta sử dụng margin thì chúng ta đều nên làm như vậy. Còn lại thì chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ. Như vậy là VN30 đã có 1 BID, 2 GAS, 3 GVR, 4 KDH, 5 Novaland, 6 PDR, 7 SAB, 8 VHM, 9 VIC, 10 Vinamilk và 11 là VRE. Như vậy chúng ta có 11 trên 30 mã bị báo là đứng ngoài. Và VRE bị báo mấy hôm trước là 28,75 thì hôm nay cũng bị giảm về 27. Giảm hơn hôm trước là 5%. Đấy thì cái tín hiệu nó cũng khá là quan trọng và khá là nhạy cảm, thì chúng ta có thể là canh bán những mã được báo bán. Rồi tiếp tục là chúng ta chuyển sang nhóm chỉ số VCI Cover. Để trong nhóm VCI Cover thì đa số là mid cap và small cap, thì chỉ bán thêm cái mã GMD thôi. Bán với cái mức là 47,55 thì khi mà chúng ta nhận được tín hiệu bán này chúng ta cũng sẽ nên bán ra thôi ạ. Không cố gắng níu được. Để trong các cái nhóm mà VSI cover, VSI cũng cover rất là nhiều mã trong VN30. Thế thì chúng ta thấy là ngoài VN30 và chủ yếu là VIX và VHM. Để giai đoạn mà níu giữ thị trường thì đã đóng vai trò lead dẫn dắt và trụ rồi. Thì bây giờ khi mà thị trường tăng lên một đoạn thì chúng ta thấy tín hiệu bán ra khá mạnh, như vậy là có thể là chúng ta sẽ tìm ra những cái trụ mới trong giai đoạn tiếp theo. Đấy thì trong nhóm VCI cover thêm thì mình sẽ đếm xem là có bao nhiêu mã. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 8, 2, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. mã. Và có thêm 1 trên 49 mã bị báo đỏ, bị out ra khỏi cuộc chơi nào. Tạm thời thôi nhé. 1, 2, có mã ACG số 1, 2 BMP, 3 CTR, 4 DCM, 5 DHC, 6 DXS, 7 GMD, 8 IDC, 9 PBC, 10 QNS, 11 TLG. Đấy thì chúng ta cũng có 11 nhưng mà trên có 11 mã
bị báo bán 11/49. 11/49. 11/49 mã bị báo đỏ, như vậy chỉ chiếm đâu đấy là hơn 1/5 thôi. Thế thì đấy thì vẫn thể hiện cái tín hiệu chưa có quá tiêu cực. Để khi mà chúng ta giải ngân ấy, cái VN Index mà tín hiệu vàng D4, xanh D4 là để chúng ta an tâm hơn về cái chiến lược giải ngân mới. Để còn khi mà Index mà báo đỏ thì chúng ta sẽ là người không giải ngân, không mở mới vị thế nữa, mà chúng ta sẽ đi canh. Cái mã nào trong danh mục bị báo đỏ thì chúng ta sẽ bán từ hôm sau. Đấy, để cho một cái tín hiệu chắc chắn. Còn nếu mà chưa đỏ, chúng ta vẫn còn tiếp tục nắm giữ. Đấy, chứ không phải cứ VN Index đỏ thì chúng ta sợ hãi chúng ta chạy mất phép là cũng không đúng. Bởi vì hôm qua thì riêng cái sự đóng góp mà rất là lớn từ BID, từ VIC và VHM, ba mã đấy đều về sàn ấy. Đấy thì đã khiến cho index giảm điểm rất là lớn. Đó, thì cái sự giảm điểm đấy có bị lan tỏa ra hay không thì chúng ta sẽ chờ tiếp tục. Đấy, còn mã của chúng ta ví dụ có 5 mã nhưng mà dính một mã chẳng hạn thì chúng ta sẽ chỉ canh bán cái mã bị đỏ thôi. Còn lại các cái mã đang vàng thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. Đấy, nếu mà trong trường hợp mà index của chúng ta mà quay trở lại sớm hơn đến các cái mã mà chúng ta đang nắm giữ không bị bán thì chúng ta sẽ không bán, xem như là chúng ta đã vượt qua một lần sóng gió. Đấy thì thông thường thì VN Index D4 cũng sẽ đi được xa hơn VN Index D3. Tuy nhiên những cái sự biến động khá là mạnh khiến cho Index D4 cũng bị rơi vào các cái trạng thái kém tích cực. Nó bình thường đang rất tích cực, tỷ lệ níu giữ cũng rất là tốt chẳng hạn. Đấy, nhưng mà riêng mở tuần hơi có một cái gap và đạp xuống khá là sâu như này thì index đã không giữ được. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy ở các cái chỉ số VN Small Cap, VN Mid Cap và VN30 tất cả đều đang cho trạng thái nắm giữ, bởi vì các mã vàng là đang chiếm tỷ trọng cao hơn là các mã xám hoặc là mã đỏ. Đấy thì chúng ta vẫn có một chút, mà thực ra là cái cách trading của chúng ta là như vậy: index xanh để chúng ta biết rằng là thị trường vẫn đang ổn để giải ngân, còn index đỏ thì chúng ta sẽ chú trọng vào các cái mã đơn lẻ để xem là mã đấy đã đến cái tín hiệu bán ra hay chưa. Đấy, và bây giờ thì chúng ta sẽ xem xét cả hai cái nhóm mà chúng ta vẫn đang follow. Thứ nhất ACB với cái mức giá hiện tại đang là 22,5 thì chúng ta vẫn đang có tín hiệu là nắm giữ, và mức lợi nhuận của chúng ta so với giá vốn 21.5 là 4.65%. Tiếp đến ACG vẫn tiếp tục đứng ngoài, và mã này chúng ta đứng ngoài từ vùng 62.85, đã tiết kiệm được 47%, 43%. Tiếp đến là ACV, chúng ta tiếp tục nắm giữ với cái mức giá hiện tại là 84, giá vốn đầu vào là 76, lãi lợi nhuận được 10.5%. AST giá là 54.7, tiếp tục nắm giữ với lợi nhuận 1.67%, và cái giá vốn của chúng ta là 53.8. Tiếp đến là BID. BID thì chúng ta out rồi, chúng ta sẽ bán ra ở mức 38.1. Tiếp đến là BMI. BMI chúng ta tiếp tục nắm giữ, và mức lợi nhuận của BMI cho D5 là 5%. Đấy, còn nếu mà ai đó mà đã chốt BMI theo cái tín hiệu ngắn ấy, thì đã chốt được ở 30, đã chốt được ở giá 23.7. Này thì cũng lợi nhuận hơn cái mức bây giờ là khoảng 11%. Tiếp đến là BMP, chúng ta đứng ngoài. Đứng ngoài ở 56.6. Tiếp đến là BSR, chúng ta tiếp tục nắm giữ, và cái lợi nhuận đang âm gần 5%. BVH chúng ta tiếp tục nắm giữ,
lợi nhuận đang 3.41%. BWI. BWI thực ra là cho tín hiệu là mua mới. Lạ ghê không? Mua, mở mua. Nhưng chúng ta sẽ không mở mua. Chúng ta sẽ không mở mua bởi vì index đã báo đỏ rồi, nên là chúng ta sẽ không mở mua. Đấy thì kể cả CTD cũng vậy. Thông thường thì với tín hiệu màu xanh này, tức là diễn biến đơn lẻ của doanh nghiệp đó là đang tốt. Đấy, nhưng mà bởi vì trong cái bối cảnh index đang chưa tốt nên chúng ta sẽ không giải ngân. Trừ khi là quý vị và các bạn có tiền thịt thì chúng ta chỉ giải ngân thăm dò một tí thôi. Đấy, chứ còn nếu mà chúng ta đang dùng margin thì chúng ta sẽ không giải ngân được nha. Đấy, thì đấy cũng là một cái khá là hay mà quý vị và các bạn khi mà tham gia vào cái hệ thống này cùng chúng tôi thì mới biết được cái cách thức đi lệnh thôi. Có những lúc chúng ta sẽ kiêng giải ngân đến tận 3 tháng, có những lúc là 4 tháng. Đấy, bởi vì khi đó EVN Index chưa thực sự an toàn để chúng ta có thể mở mới các mã mà đang có diễn biến tốt. Đấy, bởi vì sau khi mà có diễn biến tốt nhưng toàn thị trường không tốt thì có thể kéo cái mã của chúng ta cho là tốt đấy xuống bất kỳ lúc nào. Nên là ở chỗ này chúng ta sẽ không mở mua nha quý vị. Không mở mua, trạng thái là sẽ đứng ngoài đấy. Đấy, dù là giá rất là tốt. Đáng lẽ ra nếu mà index hôm nay vẫn vàng, tức là index chỉ giảm về 95, về 1050 điểm thôi chẳng hạn, thì index vẫn vàng thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục mở mua. Nhưng mà bởi vì index đã chuyển sang màu đỏ và từ mai sẽ là màu xám nên chúng ta sẽ không mở mua mới. Rồi CTG chúng ta nắm giữ, CTR chúng ta đứng ngoài, vẫn kiên trì đứng ngoài. DCM chúng ta vẫn kiên trì đứng ngoài. Tiếp tục đến DGC thì chúng ta tiếp tục là nắm giữ với mức giá 65. Giá mua là 60.9. Tiếp đến là DigiWorld thì chúng ta cũng có tín hiệu nắm giữ với mức lãi đang là âm 5.5%. Tiếp đến là DHC chúng ta đứng ngoài. DIG chúng ta nắm giữ với cái mức giá hiện tại đang là 27.7. Giá vốn là 10, lợi nhuận giá hiện tại là 17.75. Tiếp đến là DPM. DPM chúng ta nắm giữ, giá vốn là 40.5, giá hiện tại là 43. DRC nắm giữ, giá vốn là 20.4, giá hiện tại là 21. DG chúng ta nắm giữ, lợi nhuận D4 đang là 18%. DXS chúng ta đứng ngoài, kiên trì. FPT chúng ta nắm giữ, giá hiện tại là 77. FRT chúng ta nắm giữ, giá hiện tại là 74 và giá vốn về 73.6. Giá vốn của FRT là 63.1, chúng ta vào D3. Đây thì đây là cái giá vốn của điều FRT. Tiếp đến là GAS, chúng ta sẽ đứng ngoài, tiếp tục đứng ngoài. GDT gỗ Đức Thành chúng ta nắm giữ với cái mức giá là 36 và cái mức giá vốn là 32.9 thì lợi nhuận vẫn đang còn khá. GEG chúng ta tiếp tục nắm giữ. GEG giá vốn 11.75, giá hiện tại 13. GMD chúng ta bán và cái mức giá khô bán ở đây là 47.55. GVR chúng ta đứng ngoài. HD Bank chúng ta nắm giữ, giá 16.2. HDG chúng ta tiếp tục nắm giữ, giá 31.15. HPG chúng ta tiếp tục nắm giữ ở mức 18.6. HSG chúng ta nắm giữ ở mức 12. HT1 chúng ta nắm giữ giá 11. HVN chúng ta nắm giữ giá 12.55. IDC chúng ta đứng ngoài tiếp tục. KBC chúng ta nắm giữ. KDH chúng ta đứng ngoài, bán, cho tín hiệu bán. Ai có KDH thì sẽ bán mạnh ở vùng này nhé. Giá 27.95, bán. LHG nắm giữ, giá 21. LPB nắm giữ 13.35.
MBB nắm giữ 17.7, MSN nắm giữ giá 97, MWG nắm giữ giá 45.9, NKG nắm giữ 12.45, NT2 27.5 nắm giữ, Novaland đứng ngoài, PC1 giá 20 nắm giữ, PDR giá 15.5 đang đứng ngoài, PHR giá 45.5 nắm giữ, PLX giá 31.1 nắm giữ, P&J 11.8 nắm giữ, PAO 11.15 nắm giữ, PPC đứng ngoài, PTB 43.55 nắm giữ, PVD 16.5 nắm giữ, PVS 22.2 nắm giữ, PVT 19.5 nắm giữ, QNS 36 đứng ngoài. Chúng ta vẫn kiên trì đứng ngoài nhé. RE 80 nắm giữ, Sabeco 178.3 đứng ngoài, SCS 72.2 nắm giữ, SSI 19.15 nắm giữ, STB 21.3 nắm giữ, STK 26.1 nắm giữ, SSC 29.3 nắm giữ, Techcombank 27.2 nắm giữ, TDM 33.9 nắm giữ, TLG 46.1 đứng ngoài, Tiên Phong Bank TPB 22.9 nắm giữ, VCB 77.4 nắm giữ, VAA 38.5 nắm giữ, VHC 71.6 nắm giữ, VHM 50.5 bán, VIB 20.35 nắm giữ, VIC 63.1 bán, VGC 11.4 nắm giữ, VHM 78.5 đứng ngoài, tiếp tục kiên trì đứng ngoài. VP Bank 16.65 nắm giữ, VRE 27.05 đứng ngoài trong trading, dài hạn thì tiếp tục tích sản. VTB 12.1 nắm giữ. Đấy, thì đấy là sơ qua trạng thái của các mã. Như vậy thì số lượng cái trạng thái nắm giữ của chúng ta vẫn đang cao hơn rất là nhiều so với những mã mà bị tín hiệu đứng ngoài hay bị tín hiệu bán ra. Đấy, thì chúng ta tiếp tục bám sát thị trường nhé. Đấy, để đồng hành đầu tư cùng với Eureka và cùng thúc đẩy nhau kỷ luật hơn trong trading, thì quý vị và các bạn hãy mở tài khoản theo cái link mà Eureka đã ghim ở như phía dưới bài viết. Đồng thời thì hoặc là quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhóm mình qua hotline 0914326556. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.